Tử vi tuổi Tỵ năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Tỵ có năm sinh vào các năm sau đây: Tân Tỵ 1941, Quý Tỵ 1953, Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 2013. Trong 365 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ sẽ khá thăng trầm và vất vả, đặc biệt là với những ai mới chuyển việc, bắt đầu đi làm. Trước khi thực hiện đại sự, cần chuẩn bị kỹ càng để dễ bề ứng biến khi có bất trắc xảy ra. Về phương diện sự nghiệp, trong năm Kỷ Hợi, sự nghiệp của con giáp tuổi Tỵ sẽ khá thăng trầm và vất vả, đặc biệt là với những ai mới chuyển việc, bắt đầu đi làm. Bạn dễ vướng phải khẩu thiệt, thị phi hoặc vô tình bị đẩy vào những cuộc cãi vã, tranh chấp không hồi kết. Với người quản lý, chủ doanh nghiệp, cần thận trọng về vấn đề sử dụng nhân sự. Người làm trong lĩnh vực nghệ thuật cần hành sự thận trọng, kẻo rất dễ vướng vào họa thị phi, gây giảm uy tín, mất cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Cách hóa giải tốt nhất với bạn chính là chuyên tâm làm việc, giữ tâm không bị tham sân si ảnh hưởng và tuyệt đối không nhúng mũi vào việc của người khác. May sao, những con giáp tuổi Tỵ sẽ dễ bề được thăng chức tăng lương vào khoảng sau nửa đầu năm. Thế nên dù có vất vả bộn bề, công việc đòi hỏi phải đi lại và vận động liên tục thì hãy luôn cố gắng kiên trì đến cùng. Cấp trên và lãnh đạo vẫn luôn dõi theo, đánh giá cao mọi nỗ lực cố gắng của bạn. Phương diện tài lộc, nửa đầu năm, rất có thể các con giáp tuổi Tỵ sẽ có ý tưởng đổi chỗ làm, dẫn đến thiếu tập trung, khiến hiệu quả công việc thấp. Tuy nhiên, đừng nên vội vàng nhận các công việc làm thêm kiêm nhiệm với mục đích cải thiện kinh tế. Càng hấp tấp, bạn sẽ càng va vấp và thất bại nhiều hơn. Con đường cầu tài trong năm khó đi, tiền bạc kiếm được không nhiều, đã vậy còn dễ bị hao tài tốn của, phá tán tài sản, phải hết sức thận trọng. Nếu mạo hiểm đầu tư, kết cục sẽ là mất nhiều hơn được, tổn thất cả về kinh tế lẫn tinh thần. Đồng thời, các cá nhân tuổi Tỵ cũng cần cẩn trọng khi vay mượn tiền bạc, hạn chế mắc bẫy những kẻ tiểu nhân gài bẫy hoặc gặp phải con nợ khó đòi. Về phương diện tình duyên, các con giáp tuổi Tỵ độc thân trong năm 2019 được dự đoán sẽ không có nhiều khởi sắc. Những chàng trai cô gái tuổi Tỵ có người yêu lâu năm càng phải cẩn trọng trong mối quan hệ tình ái. Rất có thể tình cảm của hai người sẽ có những ngã rẽ, lối chuyển hoặc bất ngờ. Thị phi và mâu thuẫn sẽ bủa vây hai bạn trong suốt một năm dài. Nếu không bền trí, kiên trì, vượt qua khó khăn, e rằng mối quan hệ của cả hai sẽ không thể bền chặt như kỳ vọng. Khi gia đình bè bạn tỏ ý phản đối mối quan hệ của mình, nếu người yêu có những phản đối quyết liệt, chứng tỏ tình yêu của người ấy dành cho bạn đủ vững bền, thì đó chính là thời điểm chuyển dữ hóa lành, vô cùng phù hợp để cả hai chính thức chuyển sang trang mới trong chuyện tình cảm. Trong năm, bạn cũng nên tham dự nhiều đám cưới, nhiều chuyện hỷ để thu hút các khí, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Phương diện sức khỏe, trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tỵ cần tránh làm việc quá sức, không nên để tình cảm lấn át lý trí. Nếu có điều kiện, bạn nên chú ý nhiều hơn tới việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe. Bản mệnh sẽ thường xuyên bị ốm vặt khi thời tiết giao mùa. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, đi lại trên đường nên cẩn thận tránh va chạm, thương tích ở tay chân, nhất là những vùng như đầu gối, thắt lưng, v.v. Hạn chế những trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi phải vận động quá nhiều, gây ảnh hưởng nhất thời như là leo núi, trượt băng. Với người làm trong ngành kim hoàn hoặc phải liên tục tiếp xúc với vàng bạc, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh họa bất ngờ xảy ra. Nữ giới nên cẩn thận khám sức khỏe định kỳ, đề phòng các bệnh phụ khoa. Nam giới khi đi du lịch cần tránh đi một mình, nên rủ bạn bè đi cùng để đề phòng bất trắc. Tổng quan, các cá nhân tuổi Tỵ năm 2019 được nhận định là khoảng thời gian phạm thái tuế, nên sẽ có những biến động nhất định trong vận số và sự nghiệp. Vì thế, bạn cần sẵn sàng đón nhận thay đổi và đương đầu với khó khăn. Các con giáp tuổi Tỵ nên đặc biệt chú ý khoảng thời gian 3 tháng đầu và cuối năm. Đây là thời điểm nhạy cảm, hoặc đem lại may mắn, hoặc sẽ chỉ toàn xảy ra đen đủi, xui xẻo mà thôi. Ở chỗ làm, nếu có xảy ra tranh chấp, đừng quá bức xúc. Hãy bình tĩnh đối diện và mềm mỏng nói chuyện cầu thị, vận hạn sẽ được đẩy lùi dần dần. Điểm sáng của năm Kỷ Hợi đối với những cá nhân cầm tinh con rắn chính là ở chỗ dù phạm thái tuế, nhưng nhờ vào năng lực ổn định và cống hiến đều đặn mà bạn vẫn được cấp trên nhìn nhận tốt và đánh giá cao. Tử vi tuổi Ngọ năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Ngọ có năm sinh vào các năm sau đây: Nhâm Ngọ 1942, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002,
Giáp Ngọ 2014. Những ai cầm tinh con ngựa thường được nhận định chung là những người mạnh mẽ, thích bôn ba, cuộc đời thường rải đây mai đó và chỉ thành công khi xa gia đình. Cùng xem qua một chút về tử vi của tuổi Ngọ trong năm Kỷ Hợi 2019 nhé. Phương diện sự nghiệp. Xem bói tử vi phương Đông, sang năm Kỷ Hợi, người tuổi Ngọ được hai cát tinh soi chiếu đó là Lộc Tồn và Long Đức. Công việc tiến triển thuận lợi, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Thêm nữa lại có chính quan trợ mệnh, thôi thúc mong muốn, tham vọng phát triển sự nghiệp cho bạn. Hãy mạnh dạn tiến hành dự định hay là kế hoạch mới, hứa hẹn sẽ thành công bất ngờ. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, bản mệnh cần khéo léo, đôi khi lùi một bước để tiến hai bước, tiết chế cảm xúc, lấy đại cục làm trọng, mở rộng quan hệ xã giao, gặp thời cơ chín mùi, ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, trong năm vòng vận còn biến động, hung tinh ảnh hưởng, sẽ có thời điểm tuổi Ngọ rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm và áp lực cùng một lúc, nên chia sẻ công việc, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo bước đà thăng tiến cho bản thân. Phương diện tài lộc. So với tử vi năm 2018, tài vận của người tuổi Ngọ khởi sắc hơn nhưng chưa tới mức vượng phát. Năm có Lộc Tồn hỗ trợ làm gia tăng tiền của, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn trước. Nhìn chung, tình hình tài chính ngày càng được củng cố. Trong năm bản mệnh có khá nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, buôn bán hay đầu tư nên mạnh dạn tiến hành, hứa hẹn sẽ có kết quả như ý. Nếu cần, hãy chủ động vay vốn để kinh doanh hay mở rộng quy mô sản xuất, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Có điều, tiểu hao hung tinh rình rập, gây ra không ít hiện tượng phá tài. Tiền tuy kiếm được nhưng tiêu hao cũng nhiều do thực thần xuất hiện, khiến bạn có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Năm 2019 này, chi phí dành cho việc khám chữa bệnh hoặc hỗ trợ người thân trong gia đình càng tăng lên nhiều hơn, nên tích lũy càng sớm càng tốt để tránh tình trạng phải vay mượn. Phương diện tình cảm. Xem tình duyên, có Long Đức cát tinh chiếu mệnh, nhân duyên tuổi Ngọ ngày càng khởi sắc, cơ hội tìm kiếm đối tượng ưng ý hay thăng cấp cho tình cảm nhiều vô kể, rất đáng để chờ đợi. Nữ có phần vượng hơn nam. Có điều, vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn đầu có thể gặp trục trặc, tan rồi lại hợp, kiên trì mới có kết quả tốt đẹp. Với người đã kết hôn, đa phần tập trung phát triển sự nghiệp, bận rộn với chuyện con cái, tình cảm vợ chồng thiếu lãng mạn, dần lạnh nhạt. Trong khi đó, đào hoa vận lại vượng, bản mệnh muốn có trải nghiệm mới, dễ vướng vào lưới tình ngang trái, đe dọa hạnh phúc gia đình. Nên cẩn thận và cân nhắc để tránh làm sụp đổ hạnh phúc mà mình đang có. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Ngọ có mối liên hệ mật thiết với công việc. Bởi một khi công việc bận rộn, nhiều áp lực, bản mệnh sẽ tổn hao nhiều tinh lực. Thường xuyên làm việc căng thẳng, phải đi công tác xa, lịch di chuyển nhiều, ít tập thể dục thể thao có thể làm đảo lộn thói quen sinh hoạt, từ đó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Có thời điểm cân nặng của bạn bị sụt giảm mạnh, kèm theo đó là hàng loạt hệ lụy như nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, mắc các bệnh về thần kinh, khí huyết. Ngoài ra, trong năm bản mệnh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tử phù hung tinh, cần chủ động đề phòng các bệnh về tim mạch, khí huyết, ngăn ngừa bệnh cũ tái phát. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông và trong lao động sản xuất, hạn chế xảy ra tai nạn bất ngờ, nhất là những ai làm trong ngành nghề như giao thông, xây dựng, tiếp xúc với hóa chất v.v. cần hết sức lưu tâm vấn đề an toàn lao động. Tổng quan, tử vi tuổi Ngọ năm 2019 dự báo bản mệnh tiếp tục có một năm bình ổn và gặp khá nhiều may mắn, hầu như không xảy ra biến cố nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần biết tiết kiệm, không tiêu xài quá mức vào các cuộc tiệc ăn chơi hưởng thụ thì tiền bạc sẽ có dư giả, bởi năm Kỷ Hợi tiền bạc sẽ được củng cố phát triển hơn năm cũ. Bên cạnh đó nên chia sẻ công việc, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo bước đà thăng tiến trong công việc của mình. Vận trình tình cảm thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc, mở rộng mối quan hệ khác giới. Sau đó cần kiên trì thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Còn về phương diện sức khỏe nên chủ động đề phòng các bệnh về tim mạch, khí huyết, thần kinh và tai nạn bất ngờ. Tử vi tuổi Mùi năm Kỷ Hợi. Những người tuổi Mùi có năm sinh vào các năm sau đây: Quý Mùi 1943, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Quý Mùi 2003, Ất Mùi 2015. Những ai cầm tinh con dê thường được nhận định chung là những người tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm đến những người xung quanh.
Cũng chính vì vậy mà tâm trí thường bị xáo động bởi những mối quan hệ xung quanh mình, ảnh hưởng đến mọi phương diện cuộc sống. Cùng xem qua một chút về tử vi của tuổi Mùi trong năm Kỷ Hợi 2019. Phương diện sự nghiệp. Theo tử vi phương Đông, sang năm 2019, vận khí của người tuổi Mùi hanh thông phơi phới nhờ lâm tượng bán hợp thái tuế và có nhiều cát tinh trợ lực. Những biến động của năm cũ đã qua coi như là trải nghiệm để bạn tích lũy kinh nghiệm sống. Năm nay mới đáng để chờ đợi cho những dự án lớn, kế hoạch lớn, tài năng cũng được khẳng định, công việc tiến triển thuận lợi và có biểu hiện xuất sắc, con đường thăng tiến rộng mở. Riêng với người làm các ngành nghề tự do như kinh doanh, buôn bán, tổ chức sự kiện, tìm thấy nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có điều bước đầu tiến hành va vấp không ít trở ngại, khó khăn, đòi hỏi phải thực sự vững tâm và kiên trì tới cùng mới tạo ra sự đột phá. Tuổi Mùi năm nay được củng cố các mối quan hệ xã giao, chú ý đừng nghe lời rủ rê mà vướng vào con đường làm ăn lách luật, phi pháp vì sẽ xa lưới pháp luật ngay. Điểm cần lưu ý, ngũ quỷ bắt tay với bạch hổ hung tinh gây họa thị phi, tiểu nhân ném đá giấu tay gây không ít phiền toái, nhất là họa tranh chấp, kiện tụng, nên thận trọng và tránh kiêu ngạo sẽ gây rắc rối. Phương diện tài lộc. Hãy tạm quên những biến động xấu, mất mát về tiền bạc trong năm 2018. Theo tử vi khoa học, sang năm Kỷ Hợi, vận khí hanh thông, tài vận ngày càng tươi sáng. Càng về cuối năm 2019, tài vận của tuổi Mùi ngày càng tăng mạnh. Coi như 6 tháng đầu năm để tích lũy và chi trả cho những khoản vay do biến động năm cũ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn ấp ủ kế hoạch dự định mới, chờ đợi thời cơ chín muồi để triển khai. Còn 6 tháng cuối năm là cơ hội để tăng tốc, đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán, triển khai các hoạt động đầu tư, nâng cao thu nhập từ nhiều nguồn. Tài khí tăng mạnh, vận may tiền bạc luôn có. Chỉ cần tuổi Mùi nỗ lực phấn đấu, không ngại khó ngại khổ, ắt túi tiền rủng rỉnh. Lưu ý rằng luôn có ngũ quỷ và bạch hổ hung tinh rình rập, trong đầu tư và hợp tác làm ăn cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo kẻo bị lừa gạt, hãm hại. Với bất cứ thỏa thuận hợp tác nào cần giấy trắng mực đen rõ ràng, tránh phát sinh tranh chấp sau này. Phương diện tình cảm. Xem tình duyên, có thể nói người tuổi Mùi trải qua năm 2018 với nhiều sóng gió tình cảm. Không ít bản mệnh đã kinh qua chuyện đau buồn, chia ly, chiến tranh lạnh, ngoại tình, thậm chí là ly hôn. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Sang năm mới 2019, vận khí hanh thông, quý nhân tam hợp che chở. Tình cảm nhanh chóng được phục hồi, hứa hẹn những trải nghiệm tình yêu vô cùng lãng mạn, thú vị. Trong năm, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện sinh con đẻ cái sau bao tháng ngày chờ đợi. Nhất là nam mệnh, sức hấp dẫn ngày càng tăng, đi đâu cũng được các cô gái trẻ đẹp vây quanh. Không nghiêm cẩn giữ mình, rất dễ phạm sai lầm, khiến gia đình lục đục. Nữ mệnh chịu tác động lớn từ bạch hổ hung tinh, có xu hướng kiểm soát và chi phối đối phương. Đôi khi bạn hành động quá quắt, không biết giữ thể diện cho nửa kia, gây ra xung đột không hề nhỏ. Không sớm thay đổi tính nết, e rằng có ngày cô đơn lẻ bóng. Phương diện sức khỏe. Dưới sự che chở của bán hợp thái tuế, tình hình sức khỏe trong năm 2019 của người tuổi Mùi khá tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều cần lưu ý ảnh hưởng của thiên khốc hung tinh, gây ức chế về mặt tâm lý, từ đó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đồng thời, bạch hổ hung tinh xuất hiện, mang theo điểm báo tai nạn hình thương bất ngờ như té ngã, va chạm xe cộ, gặp nạn về đường thủy. Những người nhỏ tuổi thì ảnh hưởng của bạch hổ càng mạnh. Cần để mắt đến trẻ và những ai hành nghề lái xe hay cần lái xe đi nhiều cũng nên chú ý. Mặc dù có hung tinh tắc oai tắc quái, song lại có đại quý nhân tam hợp phù trợ. Chỉ cần tuổi Mùi chú ý bảo vệ sức khỏe, ăn uống lành mạnh, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi khoa học thì sức khỏe luôn đảm bảo duy trì ở trạng thái tốt. Tổng quan, thoát khỏi năm 2018 đầy biến động do ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế, sang năm 2019, người tuổi Mùi có thể tự tin biến ước mơ trở thành hiện thực bởi có bán hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều cát tinh hỗ trợ, hứa hẹn nhiều thành quả bất ngờ ở cả công việc lẫn tiền bạc. Có điều thận trọng trước sự hoành hành của ngũ quỷ và bạch hổ hung tinh, có điểm tiểu nhân quấy phá, tuổi Mùi dễ bị lừa gạt, vướng họa kiện tụng quan trường. Chuyện tình cảm bước vào giai đoạn ổn định, không còn nhiều biến động như trước nữa. Trong năm, dấu hiệu hỷ sự rõ ràng như chuyện cưới hỏi, sinh con đẻ cái. Về sức khỏe, có thiên khắc chủ về chuyện đau buồn tác động xấu đến tinh thần, gây mệt mỏi, áp lực, căng thẳng thần kinh. Lại có bạch hổ báo hiệu xui xẻo rình rập, thế nên đi đứng thận trọng, kẻo tai nạn bất ngờ. Tử vi tuổi Thân năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Thân có năm sinh vào các năm sau đây: Giáp Thân 1944, Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968,
Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 2016. Những ai cầm tinh con khỉ thường được nhận định chung là những người thông minh, quyết đoán và nhanh nhẹn, nên thông thường có phần nóng tính nhưng cũng gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Cùng xem qua một chút về tử vi của tuổi Thân trong năm Kỷ Hợi 2019. Phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Thân 2019 về phương diện công việc chịu tác động lớn từ cục diện hại thái tuế. Công việc trong năm của tuổi Thân đối mặt với nhiều thách thức và trở lực hơn so với năm ngoái, khi công việc nhiều phát sinh khiến bản mệnh luôn phải tất bật để xử lý mà kết quả cuối cùng chưa chắc đã đúng ý nguyện, đôi khi còn lâm cảnh làm nhiều nhưng hưởng ít, có phần bất công. May mắn cho bản mệnh được chính ấn thiên đức và thái âm các tinh nhập mệnh hỗ trợ phần nào cho tiến trình phát triển sự nghiệp. Chính ấn mang tới cơ hội hợp tác làm ăn theo con đường chính ngạch, vì thế chú ý làm ăn tuân thủ pháp luật, giở trò mờ ám rất dễ sa lưới. Thiên đức ví như quý nhân phù trợ giúp tuổi Thân vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc. Có điều chỉ những ai thực sự nỗ lực và cố gắng mới được quý nhân này trợ giúp, nếu lười nhác chỉ đợi chờ số phận thì chẳng có tác dụng gì. Thái âm đại diện cho quý nhân là nữ giới giúp sức. Nữ mệnh làm việc thuận lợi hơn so với nam mệnh. Các ngành hàng liên quan đến phụ nữ cũng có xu hướng phát triển hơn, ví dụ như spa, thẩm mỹ, trang điểm, làm móng, v.v. Có thể tập trung phát triển, đẩy mạnh những ngành hàng này. Phương diện tài lộc, theo lịch vạn niên sang năm Kỷ Hợi, tuổi Thân lâm cục đại diện hại thái tuế. Hại ở đây ám chỉ tiểu nhân câu kết hãm hại, gây tổn hao về tài lộc. Trong năm có tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp tiền bạc với bạn bè, thậm chí là người thân trong gia đình họ hàng. Cả chính tài và thứ tài năm nay của bản mệnh đều ảm đạm, vì thế xuyên suốt cả năm, tuổi Thân có cảm giác kiếm tiền chật vật, làm nhiều mà hưởng ít, tiền đến tay rồi lại đi ngay, rất khó tích tụ. Bởi thế cần chú trọng tích lũy, chi tiêu tiết kiệm, liệu cơm gấp mắm để tránh tình trạng vay mượn nợ nần. Nhìn chung, tài vận trong năm hung nhiều hơn cát, mất nhiều hơn được. Nhưng tuổi Thân cũng đừng vì thế mà quá căng thẳng hay phiền muộn, cơ hội sẽ đến với những ai thực sự nỗ lực phấn đấu không ngừng. Phương diện tình cảm, theo tử vi khoa học, sang năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Thân được thực thần ghé thăm, báo hiệu sẽ có nhiều buổi tiệc tùng gặp gỡ, mở rộng quan hệ xã giao, tăng cường nhân duyên. Điều này đặc biệt có lợi cho những ai còn độc thân nên chủ động nắm bắt. Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu sẽ phát sinh hàng loạt vấn đề liên quan đến gia đình, tình cảm, các mối quan hệ, chuyện tiền bạc, con cái, v.v. khiến hôn nhân trục trặc, gia đạo bất ổn. Với các cặp đôi quyết định sinh con trong năm 2019, nên tìm hiểu sinh tháng nào là tốt để hưởng trọn phúc khí đất trời, để lên kế hoạch sinh đẻ cho phù hợp. Bởi đứa con trong năm nay sẽ là dịp cầu nối giữa hai vợ chồng, có thể hóa giải vận xấu, giúp quan hệ vợ chồng ngày càng ổn định, gia đạo thịnh vượng. Phương diện sức khỏe, chịu ảnh hưởng lớn của cục diện hại thái tuế, sức khỏe của người tuổi Thân có nhiều biến động trong năm 2019. Cần chú ý bồi dưỡng cả về thể chất và tinh thần để hạn chế những bất lợi lớn về sức khỏe. Tần suất gặp phải sự cố bất ngờ như tai nạn xe cộ, té ngã, hỏa huyết quang, v.v. tăng lên đáng kể. Mệnh chủ chú ý đi lại, hạn chế đi xa vào những thời điểm có nhiều hung tinh chiếu mệnh để đề phòng bất trắc. Ngoài ra, tuổi Thân hết sức lưu ý tới sức khỏe người cao tuổi trong gia đình, có dấu hiệu tan chế buồn đau nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận. Đặc biệt trong năm Kỷ Hợi, nữ mệnh tuổi Thân chú ý đề phòng các bệnh phụ khoa, cản trở kế hoạch sinh con đẻ cái, gây phiền nhiễu sinh hoạt hàng ngày. Tuổi Thân nên nhớ rằng, trong năm phạm thái tuế như thế này, nếu tiến hành hỷ sự như là chuyện cưới hỏi hay sinh đẻ thì sẽ phần nào ngăn chặn được xui xẻo, bởi nhân gian quan niệm nhất hỷ trừ tam tai, lấy hỷ khí xua đi xui khí, lợi đủ mọi đường. Tổng quan, xét về tổng quan, vận thế năm 2019 của người tuổi Thân giảm hơn so với năm 2018. Bản mệnh lâm tượng hại thái tuế, vận trình nhiều biến động, mọi phương diện đều tiềm ẩn hung họa, cạnh tranh gay gắt. Hành sự phải hết sức thận trọng. Về phương diện công việc, cần giữ khoảng cách nhất định, tránh bị lợi dụng hay là hãm hại. Về tài vận, do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế nên tài khí giảm sút, chính tài và thứ tài đều ảm đạm, cảm giác kiếm tiền khó khăn và chật vật hơn thời gian trước. Về sức khỏe, người tuổi Thân chú ý bồi dưỡng cả tinh thần và thể chất, trong năm thị phi liên miên gây áp lực tinh thần rất mạnh. Trong năm phạm thái tuế như thế này, nếu tiến hành hỷ sự như cưới hỏi hay sinh con đẻ cái sẽ phần nào ngăn chặn được xui xẻo. Tử vi tuổi Dậu năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Dậu có năm sinh vào các năm sau đây: Ất Dậu 1945, Đinh Dậu 1957,
Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Đinh Dậu 2017. Những ai cầm tinh con gà thường được nhận định chung là những người có tính cách không quá phức tạp. Họ là những người cần cù, chăm chỉ trong tất cả mọi phương diện. Họ rất thẳng thắn và cởi mở, vì thế luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Hãy cùng theo dõi tử vi của những người tuổi Dậu trong năm 2019 nhé! Phương diện sự nghiệp. So với tử vi 2018, công việc trong năm 2019 của người tuổi Dậu ít biến động hơn bởi đã thoát khỏi cục diện hại thái tuế. Tử vi tuổi Dậu 2019 dự đoán đây chính là thời điểm, là cơ hội để bản mệnh nâng cao tay nghề, kỹ nghệ, chuẩn bị tạo bước đột phá mới cho sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh có thiên ẩn nhập mệnh, vấn đề tăng lương, thăng chức chỉ là sớm hay muộn. Hãy cứ nỗ lực hết mình, trời không phụ lòng người có công. Tử vi 2019 tuổi Dậu được các tinh văn xương trợ vận, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt, công việc nhiều may mắn và thuận lợi. Có điều cần lưu ý, ảnh hưởng của phá toái hung tinh có thể dẫn dụ điểm tiểu nhân quấy phá vì ghen ghét, đố kỵ với tài năng, thành tích bạn đạt được. Thận trọng trong khâu dùng người, đừng tin tưởng người thái quá, kẻo có ngày bị bán đứng. Nhất là trong trường hợp hợp tác làm ăn, cần phân định các điều khoản ràng buộc bằng giấy trắng mực đen rõ ràng. Khi xảy ra xung đột, tranh chấp, còn có cơ sở để xử lý. Phương diện tài lộc. Theo lịch vạn niên, năm 2019, tuổi Dậu không có tài tinh nhập mệnh. Chính tài tuy có xu hướng tăng nhẹ, nhưng vì bị nhiều hung tinh vây hãm nên tài lộc được mất liên hoàn. Khó tránh tình trạng phá tài, hao tốn tiền của, mất trộm, mất cắp. Thu nhập ở từng tháng trong năm sẽ có những biến động nhất định. Tháng nhiều nên tích lũy dồn cho tháng ít, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo lâm vào cảnh vay mượn. Thêm nữa, tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu và người thân trong gia đình có nhiều biến động trong năm. Vì thế, cần tích lũy, tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, lúc cần thiết sẽ dùng tới. Trong năm Kỷ Hợi, tuổi Dậu có thể thử vận may bằng các hạng mục đầu tư, mua bán bất động sản. Đặc biệt là các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 trong năm, hứa hẹn có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư ở quy mô vừa phải bởi tài khí chưa thực sự ổn định, tham lam có thể khiến bạn trắng tay. Phương diện tình duyên. Theo tử vi khoa học, so với năm 2018, chuyện tình cảm của tuổi Dậu có nhiều biến động hơn. Phá toái hung tinh tác động gây ra nhiều mâu thuẫn, xung đột trong gia đình. Đây còn là hung tinh đại diện cho kẻ thứ ba xen vào phá hoại tình cảm đôi lứa hoặc thế lực ngầm nhằm chia rẽ nội bộ gia đình. Ví dụ như chuyện con cái không thuận lợi, làm ăn thua lỗ, gây ra cú sốc tinh thần lớn, khiến vợ chồng cãi vã, thậm chí đệ đơn ly dị. Trong mọi tình huống, tuổi Dậu cần tiết chế cảm xúc, đừng để tình cảm lấn át lý trí, kẻo đưa ra quyết định sai lầm trong lúc thiếu sáng suốt, sau này ôm hận cả đời. Người độc thân may mắn được hồng loan cát tinh hộ mệnh, mang tới nhiều mối nhân duyên. Tuy nhiên, đây là lương duyên hay nghiệp duyên thì lại phải chờ vào chính cách hành xử và quyết định của bạn. Trong năm, có thể sẽ xảy ra tình huống một số bạn vì áp lực gia đình và tuổi tác mà kết hôn một cách cưỡng ép, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục, vô cùng khó chịu về sau này. Phương diện sức khỏe. Theo dõi tử vi tuổi Dậu 2019, thoát khỏi vòng vây hãm của cục diện hại thái tuế, sức khỏe của người tuổi Dậu có chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, bản mệnh lại bị nhiều hung tinh ảnh hưởng. Tuy bệnh nghiêm trọng không mắc, nhưng ống vặt, bị hình thương, tai nạn bất ngờ thì khó tránh. Trong sinh hoạt thường nhật cũng như khi làm việc, cần tập trung tinh thần cao độ, chú ý vấn đề an toàn, hạn chế xảy ra những sự cố đáng tiếc, đe dọa tính mạng. Áp lực công việc, cuộc sống cũng gây ra không ít vấn đề về sức khỏe cho bản mệnh như mất ngủ, cơ thể suy nhược, thần kinh bất ổn, thường đau đầu, mỏi mệt. Cần chú ý điều chỉnh và cân bằng yếu tố tinh thần, học cách giải tỏa áp lực để sức khỏe ổn định hơn. Chú ý ăn uống điều độ, hạn chế bia rượu, những thực phẩm có hại cho cơ thể. Các bạn trẻ tuổi hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm để đề phòng chấn thương bất ngờ. Tổng quan, bước vào năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Dậu cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện hại thái tuế từng gây nhiều biến cố thăng trầm, vận trình khởi sắc trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, dấu hiệu khởi sắc còn chưa mạnh, thành hay bại vẫn dựa trên sự nỗ lực, phấn đấu của bản mệnh là chính. Phương diện học hành, công việc, tuổi Dậu làm gì cũng có người trợ giúp, hứa hẹn gặt hái những thành quả lý tưởng. Đặc biệt là những ai phải trải qua các kỳ thi cử quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao.
Tuy nhiên, 2019 chưa phải là năm mà bản mệnh có thể kê cao gối ngủ, bởi có nhiều hung tinh hoành hành, tác động xấu tới toàn vận trình năm. Phương diện tình cảm bị phá toái hung tinh tác động mạnh, gây ra nhiều xung đột, mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Bản mệnh cần tiết chế cảm xúc, đừng để tình cảm lấn át lý trí, kẻo đưa ra quyết định sai lầm trong lúc thiếu sáng suốt, sau này ôm hận cả đời. Tử vi tuổi Tuất năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Tuất có năm sinh vào các năm sau đây: Bính Tuất 1946, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994, Bính Tuất 2006, Mậu Tuất năm 2018. Những ai cầm tinh con chó thường được nhận định chung là những người nhân hậu tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của chính bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín nên một khi đã nói, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Cùng xem qua một chút về tử vi của tuổi Tuất trong năm Kỷ Hợi 2019. Phương diện sự nghiệp. So với tử vi năm 2018, công việc của tuổi Tuất trong năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực hơn với sự hỗ trợ đắc lực của Thái Dương và Thiên Hỷ Cát Tinh. Năm 2018, bản mệnh trải qua nhiều thăng trầm biến động, đó coi như là thách thức để thử thách sự nỗ lực và kiên trì của bạn. Vạn sự khởi đầu nan, bắt đầu tiến hành bất cứ việc gì cũng chưa thể thuận lợi ngay từ đầu. Trong quá trình làm việc, tuổi Tuất sẽ va vấp nhiều khó khăn, nhưng yên tâm là có quý nhân phù trợ, khó khăn nhanh chóng được khắc phục. Theo lịch vạn niên, trong năm 2019, dấu hiệu cạnh tranh của đối thủ đồng nghiệp rất lớn, có thời điểm bản mệnh bị tiểu nhân vây hãm, cản trở con đường tiến thân. Hãy giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo để không gục ngã khi đương đầu với khó khăn. Năm Kỷ Hợi lợi cho những ai làm trong cơ quan của chính phủ, nhà nước, cơ hội thăng tiến rộng mở và có khả năng được đề bạt thăng chức. Với những ai đang trong quá trình tìm kiếm công việc, cơ duyên đến bất ngờ, có thể tìm thấy việc phù hợp với sở thích, đáp ứng đúng nguyện vọng nhờ quý nhân hỗ trợ giới thiệu. Người làm công ăn lương có dịp thể hiện nhiều năng lực lãnh đạo, được cất nhắc lên vị trí mới, xứng đáng với năng lực và sự cố gắng trong suốt thời gian qua. Thăng chức, tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn. Phương diện tài lộc. Cùng với sự phát triển không ngừng trong sự nghiệp, tài vận của tuổi Tuất cũng ngày càng tăng tiến và dần có xu hướng ổn định hơn. Chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại, thu nhập cũng khởi sắc, chưa nói đến việc kiêm nhiệm nhiều việc khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài có thể mang đến dấu hiệu phá tài, hao tổn tiền của. Kiếp tài lại là thổ tinh, bản mệnh nên hạn chế đầu tư lớn vào lĩnh vực bất động sản, rất dễ bị thua lỗ hoặc bị lừa gạt. Chỉ nên tiến hành ở quy mô vừa và nhỏ, đồng thời phải hết sức thận trọng. Phát hiện dấu hiệu bất thường cần ngừng giao dịch ngay để tránh thua lỗ. Tình hình kinh doanh buôn bán trong năm 2019 của tuổi Tuất ngày càng khả quan, viễn cảnh tươi sáng. Nhất là những ngành hàng liên quan đến nam giới càng làm càng phát, bản mệnh có thể tập trung phát triển mở rộng ngành này, tỷ lệ thành công rất cao. Ngoài ra cần chú ý, có tiền nên cất giữ cẩn thận, khóa cửa nẻo kỹ càng, đi xa nên mang theo ít đồ quý giá, kẻo bị trộm cắp nhòm ngó. Phương diện tình cảm. Xem tử vi khoa học sang năm Kỷ Hợi 2019, đường tình duyên của người tuổi Tuất có nhiều điểm sáng bất ngờ. Bản mệnh được thiên hỷ mang tới tin vui, hỷ sự như là cưới hỏi, sinh con đẻ cái. Các tin này còn thúc vượng đào hoa, giúp người độc thân sớm tìm được đối tượng phù hợp, yêu đương lãng mạn, đi đến đích hôn nhân viên mãn. Có điều cần lưu ý, trong năm còn có quả tú hung tinh gây bất lợi về mặt tâm lý. Với những trường hợp rơi vào cảnh ngày lắm mối, nếu không xác định rõ ràng tình cảm, rất dễ tối nằm không. Các cặp vợ chồng mới cưới hoặc kết hôn đã lâu mà chưa có con cái, sang năm 2019 sẽ được thỏa nguyện. Bạn nên tìm hiểu tháng sinh con để hưởng trọn phúc khí của đất trời để chủ động cho kế hoạch sinh đẻ. Phương diện sức khỏe. So với năm 2018, thể trạng của người tuổi Tuất có nhiều cải thiện hơn trong năm mới 2019. Tuy nhiên, bản mệnh chịu tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo ổn định lâu dài. Về mặt tinh thần, có quả tú hung tinh gây nhiều điều phiền muộn, cảm giác cô đơn áp lực mà không biết chia sẻ cùng ai. Đừng để bị xúc động quá mạnh mà ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch. Trong năm, nữ mệnh tuổi Tuất có thể có hỷ, tuy nhiên quả tú hung tinh lại gây bất lợi cho chuyện mang thai. Trong thai kỳ đầu cần hết sức thận trọng, chú ý vấn đề dinh dưỡng và sử dụng thuốc hợp lý, tránh tình trạng bị động thai hoặc sinh non.
Tổng quan, bước sang năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Tuất chính thức thoát khỏi năm bản mệnh Phạm Thái Tuế. Một năm nhiều biến động, thăng trầm đã qua. Sang năm mới hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực, vận khí tăng trên nhiều phương diện. Đa phần tuổi Tuất có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Năm 2019, nếu vẫn tiếp tục giữ được tinh thần phấn đấu tích cực, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Bản mệnh hành sự thận trọng và quyết đoán, thời cơ đến phải tranh thủ nắm bắt ngay, kẻo lỡ mất. Về phương diện tình cảm, có thiên hỷ. Một trong các cát tinh chủ về chính đào hoa mang tới nhiều mối nhân duyên tốt lành. Trong năm 2019 có nhiều hỷ sự như chuyện cưới hỏi, sinh con đẻ cái. Về sức khỏe, tuổi Tuất đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của bệnh phù hung tinh có thể mang đến nguy cơ về bệnh tật, tiềm ẩn tai nạn bất ngờ. Tử vi tuổi Hợi, năm Kỷ Hợi 2019. Những người tuổi Hợi có năm sinh vào các năm sau đây: Đinh Hợi 1947, Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007. Những ai cầm tinh con heo thường được nhận định chung là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Cùng xem qua một chút về tử vi của tuổi Hợi trong năm Kỷ Hợi 2019. Phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Hợi 2019 dự báo sẽ có nhiều thay đổi, biến động về phương diện công việc, sự nghiệp. Do ảnh hưởng của Thái Tuế, cái tôi của bản mệnh cực lớn. Nó khiến bạn hành sự tự tin, cao ngạo, gây thách thức cho các mối quan hệ, tự tạo rào cản cho con đường tiến thân. Bản mệnh phải thật sự nỗ lực trong công việc, đồng thời ngoại giao tốt mới có thể có được vị trí xứng đáng. Với tầng lớp quản lý, lãnh đạo cần chú trọng hơn đến vấn đề dùng người. Chỉ vì dùng sai người, không quản lý chặt chẽ mà cấp dưới lộng hành, gây thị phi, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để xử lý, từ đó giảm hiệu quả công việc. Hợp tác làm ăn, lấy chữ tín và sự ràng buộc làm cơ sở, tuyệt đối tránh kiểu làm ăn bằng lời nói, không có giấy tờ giao kèo, rất dễ bội tín khi phát sinh lợi nhuận. Với người đang có ý định nhảy việc hoặc đang tìm kiếm công việc mới, do Thái Tuế chi phối mà 5 lần 7 lượt không thuận lợi, nên cân nhắc kỹ càng trước khi đệ đơn xin thôi việc. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Hợi 2019, về tài vận, mệnh chủ kiếm ít tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ, e rằng không dễ. Hai cục diện Phạm Thái Tuế tiềm ẩn nhiều hung hiểm, phá tài, hao tốn tiền của là điều khó tránh trong năm Kỷ Hợi này. Sang năm Kỷ Hợi, bản mệnh cùng lúc phạm hai cục diện Thái Tuế nên tài vận không ổn định. Thu nhập hàng tháng bất ổn, hiện tượng phá tài lại khó tránh như tiền nộp phạt giao thông, giúp đỡ người thân, bạn bè, xây sửa phòng ốc, mua trang thiết bị, đồ điện tử. Theo lịch vạn niên, trong năm 2019, mệnh chủ cần đề phòng phá tài, nạn trộm cắp ở các tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm là tháng 11 và tháng 12 âm lịch, đầu tư hết sức thận trọng, tránh bị lừa đảo hoặc mất trắng. Để nâng cao tài khí, tuổi Hợi nên chăm chỉ hành thiện, phóng sinh, quyên góp tài sản hỗ trợ người nghèo, đi hiến máu nhân đạo, tài vận sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Phương diện tình cảm. So với tử vi năm 2018, phương diện tình cảm của người tuổi Hợi kém sắc hơn hẳn do ảnh hưởng của Thái Tuế. Áp lực cuộc sống và mâu thuẫn về quan điểm, thói quen sinh hoạt khiến các cặp vợ chồng ngày càng xa cách. Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng của Thái Tuế. Đôi bên dễ xảy ra mâu thuẫn, tình cảm thăng trầm bất ổn, khi cảm xúc mặn nồng, khi lại tức giận, lạnh nhạt. Vì thế mà tình yêu cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan không dứt điểm. Lại thêm hoa cái chiếu mệnh, khiến bạn có xu hướng hài lòng với thực tại, thích đi du ngoạn đó đây. Ngại sự ràng buộc của chuyện yêu đương, hôn nhân, vì thế mà chuyện tình cảm hầu như chưa có chuyển biến tích cực nào, đa phần vẫn dậm chân tại chỗ. Với những ai vừa trải qua thất bại của hôn nhân hay một mối tình, sẽ có xu hướng co mình lại, ngại hoặc thậm chí là sợ phải mở lòng đón nhận cái mới. Nếu không thay đổi, bạn sẽ luôn cảm thấy đau khổ và buồn tủi. Phương diện sức khỏe. Dưới góc nhìn tử vi khoa học, chịu ảnh hưởng của hai hung tinh Kiếm Phong và Phục Thi, sức khỏe tuổi Hợi trong năm không lý tưởng. Cần hết sức chú ý đề phòng hỏa huyết quang, những thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ. Hung tinh Kiếm Phong mang tới sự đau đớn, nhẹ là đau nhức cơ thể, các khớp xương, nặng có thể phải tiến hành phẫu thuật, đụng chạm dao kéo.
Tuổi Hợi cần không ngừng chú trọng trong việc tập luyện thể thao để tăng cường sức đề kháng, khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, hai hung tinh trên còn có thể gây ra họa huyết quang và dấu hiệu thai sản bất ổn như người mang thai dễ bị thai lưu, khó đẻ, người muốn mang thai nhưng cơ thể yếu nhược, bệnh tật, khó thụ thai. Nữ mệnh tuổi Hợi cần hết sức lưu ý đề phòng bất chắc xảy ra. Ngoài ra, trong năm Phạm Thái Tuế, chỉ số sức khỏe giảm nên nếu tiến hành xây nhà, động thổ, bài trí cửa nhà, v.v. tuổi Hợi nên chọn hướng tốt, xem ngày tốt để tiến hành, tránh gây bất lợi đối với sức khỏe. Tổng quan, năm 2019 sẽ là năm có khá nhiều biến động đối với người tuổi Hợi. Bản mệnh cùng lúc lâm hai cục diện bất lợi là trực Thái Tuế và hình Thái Tuế, họa phúc khôn lường. Vì vậy, đòi hỏi tuổi Hợi cần có khả năng thích ứng nhanh, hành sự thận trọng, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Trong năm sẽ thấy rõ cái tôi rất lớn của người tuổi Hợi do sự ảnh hưởng của Thái Tuế. Bạn hành sự tự tin, thậm chí có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình. Phương diện sự nghiệp, không gian thăng tiến không lớn, phải thực sự nỗ lực vượt qua khó khăn mới có được vị trí xứng đáng. Vừa có chính quan và hoa cái các tinh tài trợ mệnh, tuổi Hợi cứ phấn đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tiến tới. Tử vi tuổi Tý năm Kỷ Hợi, vượng vận quý nhân, tài lộc viên mãn. Những người tuổi Tý có năm sinh vào các năm sau đây: Bính Tý 1936, Mậu Tý 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008. Trong số 12 con giáp, Chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Một số dự đoán về 365 ngày tới của con giáp này cụ thể như sau. Về sự nghiệp, năm 2019 với người tuổi Tý sẽ là khá ổn định trong sự nghiệp và hoạn lộ. Những cố gắng của bạn trong suốt năm Mậu Tuất đã được đền đáp xứng đáng. Dự kiến khoảng 4 tháng cuối năm, con giáp này sẽ được tăng lương. Năm Kỷ Hợi cũng là thời điểm phù hợp để người tuổi Tý đổi chỗ làm hoặc thay đổi vị trí công việc, hoặc đối diện với sự thay đổi bất ngờ do công ty bắt đầu quá trình thanh lọc thay máu nhân sự. Bạn cần đặc biệt chú ý tháng 2 và tháng 7 âm, tuyệt đối tránh quyết định những công việc trọng đại. Ngoài ra, các con giáp tuổi Tý theo đuổi công việc trong ngành nghệ thuật hoặc làm người của công chúng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện và thi triển năng lực của mình. Tuy nhiên, trong giao tiếp nói chung, các chàng trai cô gái cầm tinh con Chuột cần để ý tránh phạm phải khẩu thiệt, thị phi. Để hóa giải, bạn có thể đeo vòng phong thủy hợp bản mệnh. Về tài vận, tài chính của người tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc vào cuối năm, đặc biệt từ khoảng tháng 6 âm lịch trở đi. Các công việc tay trái sẽ đem lại cho bạn nguồn thu nhập dồi dào, nhưng tốt nhất nên tránh đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn lớn. Gợi ý không tồi cho con giáp này là gây dựng vốn và quỹ tiết kiệm vừa tầm đủ để quay vòng vốn kinh doanh. Ngoài ra, những người tuổi Tý làm kinh doanh tự do có thể thoải mái thử sức với những dự án và thử thách mới. Bạn sẽ rất vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn đều sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Quý nhân của bạn ở đây không phải ai xa lạ mà chính là người thân trong gia đình hoặc bạn bè tri kỷ. Về tình duyên, tuổi Tý độc thân năm Kỷ Hợi sẽ khá vượng vận đào hoa, nhận được nhiều lời tỏ tình và lời mời hẹn hò hấp dẫn từ người khác giới. Tuy nhiên, thay vì đứng núi này trông núi nọ, bạn nên suy tính cẩn thận, kỹ càng trước khi quyết định, không nên tùy tiện nhận lời yêu. Các chàng trai cô gái tuổi Tý đã có người thương rất có thể sẽ về chung một nhà vào quãng thời gian nửa cuối năm khi tình cảm đã thăng hoa và chín muồi. Với những ai đã yên bề gia thất, năm 2019 sẽ là thời điểm phù hợp để ươm mầm tình yêu và chuẩn bị đón đợi thành viên mới của gia đình. Về sức khỏe, người tuổi Tý trong năm 2019 cần đặc biệt lưu tâm tới sức khỏe, chú ý tập luyện thể thao tăng cường sức đề kháng. Có như vậy, bạn mới không phải tiêu tốn quá nhiều tiền bạc vì thường xuyên bị những căn bệnh mãn tính như đau dạ dày, viêm đại tràng hoặc những căn bệnh cấp tính như trúng gió, đau đầu hành hạ. Nếu buộc phải đi công tác xa, hãy chú ý mang đủ thuốc phòng thân để tránh rối loạn tiêu hóa hoặc những cơn đau bụng cấp. Ngay khi có điều kiện nên chú ý khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Nhìn chung, tử vi năm 2019 của con giáp tuổi Tý được nhận định là khá ổn định và phát triển theo chiều hướng viên mãn. Nhờ được các tinh cao chiếu nên bạn sẽ khá vượng vận quý nhân, sự nghiệp thăng tiến và phát triển đều đặn liên tục.
Tử vi tuổi Sửu năm Kỷ Hợi 2019, vạn sự khởi đầu nan, kiên trì hưởng quả ngọt. Người tuổi Sửu có các năm sinh sau đây: Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Kỷ Sửu 2009. Sang năm 2019, vận khí của người tuổi Sửu chưa thực sự ổn định, vẫn có sự thăng trầm nhất định. Tuy nhiên, so với năm ngoái, vận trình khởi sắc hơn ở nhiều phương diện. Mọi thứ khá viên mãn và êm đẹp, nhất là công việc tài chính. Về phương diện sự nghiệp, người cầm tinh con trâu năm 2019 được phúc tinh cao chiếu nên vượng vận sự nghiệp, mọi sự hanh thông. Ở chỗ làm, bạn được cộng sự yêu mến, cấp trên trọng dụng nên khả năng đề bạt lên vị trí mới là rất cao. Đặc biệt với tầng lớp lãnh đạo, quá trình quản lý thuận lợi. Tuy vậy, do bị hung tinh, các tinh xung chiếu đồng thời nên thường khi mưu sự, người tuổi Sửu dễ gặp cảnh vạn sự khởi đầu nan. Biết kiên trì, nỗ lực bền bỉ và khéo léo, phân loại mức độ ưu tiên của từng công việc, cân đối thời gian xử lý thì ắt sẽ đạt thành tựu như mong đợi. Các con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh tự do sẽ rất có duyên với tài chính và tiền bạc, thường xuyên nhận được những dự án làm ăn hấp dẫn với nguồn vốn lớn. Với những ý tưởng sáng tạo, kế hoạch mới, tuổi Sửu nên giữ bí mật hoặc chỉ nên chia sẻ một phần. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh, nói ra hết dễ bị cướp ý tưởng, thành quả lao động, cẩn trọng vẫn hơn. Về tài lộc, tài chính, kinh tế của người cầm tinh con trâu trong năm 2019 được nhận định là ở mức độ hanh thông, thuận lợi, dồi dào suốt từ đầu năm tới cuối năm. Càng di chuyển đi lại xa nhà, xa quê hương bản quán, bạn càng đạt được nhiều thành tựu vượt bậc hơn. Tuy rất giỏi lên kế hoạch và chi tiêu đúng với hạn mức đề ra, nhưng nửa đầu năm sẽ có nguy cơ hao tài khá lớn, nên cần thận trọng trong việc chọn đúng các hạng mục phù hợp với nhu cầu và xu thế thị trường. Sau thời gian vất vả nửa đầu năm, từ nửa cuối năm tháng 6 âm lịch trở đi, vận may sẽ liên tục gõ cửa người nhà tuổi Sửu. Người làm kinh doanh sẽ bận rộn ngập đầu trong những đơn hàng đối với các đối tác xuyên quốc gia, vượng vận quý nhân và hay được giúp đỡ kịp thời khi xảy ra khó khăn. Phương diện tình duyên, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu trong năm Kỷ Hợi được nhận định là khá bình ổn, chưa có nhiều khởi sắc. Càng kỳ vọng bao nhiêu, bạn sẽ càng thất vọng bấy nhiêu, thế nên cần tránh lún quá sâu vào các mối quan hệ nhạy cảm, hạn chế thiếu nghiêm túc, cợt nhã trong tình yêu. Tuổi Sửu nên tỉnh táo trong các mối quan hệ, nhất là nữ mệnh. Đừng vì bất cứ lý do gì mà chọn bừa một ai đó để yêu thương. Nam mệnh tuổi Sửu rất dễ nảy sinh tâm lý ngoại tình. Trong các cuộc tiếp khách xã giao, bản mệnh hết sức tiết chế ra vào nơi tửu sắc, tránh vì tình mà mất tiền, mất hạnh phúc gia đình. Những cặp đôi con giáp tuổi Sửu đã có người thương hoặc yên bề gia thất, buộc phải chấp nhận cảnh đôi lứa mỗi người một ngã. Tuy sẽ khá vất vả trong khâu liên lạc, trao đổi thông tin, nhưng xét toàn cục, việc này rất có lợi cho vận trình tình cảm. Phương diện sức khỏe, 12 tháng tới, người tuổi Sửu không mấy phải bận tâm về sức khỏe. Tử vi năm Kỷ Hợi nhắc nhở bạn nên chú ý nhiều hơn tới dinh dưỡng, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc để đảm bảo hiệu quả làm việc thật tốt. Nếu phải đi công tác hoặc đổi chỗ làm khi tham gia giao thông, con giáp này cần chú ý đi lại, hung nhiều hơn cát nên sẽ gặp họa ngoài da. Tổng quan, nhìn chung, năm Kỷ Hợi sẽ là năm đầy ắp những biến động trong cuộc sống và tình cảm. Con giáp này cần phải tự lực cánh sinh tối đa. Cách hóa giải phù hợp cho bạn là thuyên chuyển vị trí công việc, thay đổi chỗ ở hoặc tiến hành một số dịch chuyển nhỏ có liên quan như chuyển nhà, đổi vị trí bàn làm việc, v.v. Những sự hung hại sẽ được giảm bớt phần nào. Ngoài ra, trong giao tiếp, bạn cần lưu ý tránh để người khác hiểu lầm, cẩn trọng tối đa khi phát ngôn để tránh vạ miệng thị phi, dù ai nấy đều biết bạn thuộc tuyếp cương trực, thẳng thắn và nghĩ sao nói vậy. Nếu có trục trặc, bất trắc ngoài ý muốn nên tâm niệm một điều nhịn chín điều lành, buông bỏ, không tham sân si. Làm được như vậy vừa góp phần tu tâm dưỡng tánh, vừa giúp bạn dễ chịu trong tâm lý, đồng thời sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống sau này. Tử vi tuổi Dần năm Kỷ Hợi. Những người tuổi Dần có năm sinh vào các năm sau đây: Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần 2010. Tử vi năm 2019 nhận định con giáp tuổi Dần sẽ đón nhận 365 ngày đầy biến động, cát hung đan xen. May mắn nhờ vượng vận quý nhân là nam giới dịp cuối năm nên tổng quan thuận lợi, sự nghiệp và tài vận thăng hoa vừa tầm. Về phương diện sự nghiệp,
Sự nghiệp của con giáp tuổi Dần trong năm 2019 được nhận định là có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng đầy biến động, cát hung đan xen. Bạn đầy ắp năng lượng và trí lực, sinh lực và sự sáng tạo trong công việc, luôn khéo léo làm mới mình và thích ứng nhanh với sự thay đổi. Những con giáp tuổi Dần làm trong quân đội như cảnh sát, phòng cháy chữa cháy hoặc những người theo nghiệp nhà binh sẽ rất vượng vận, được cấp trên cất nhắc và có cơ hội để bạt lên vị trí cao hơn. Năm nay sẽ là thời khắc để các ngành nghề liên quan đến thủy hải sản, ngành sản xuất thực phẩm sạch lên ngôi. Nếu đang làm trong lĩnh vực này, hứa hẹn công việc trôi chảy, nhiều cơ hội thăng tiến. Về phương diện tài vận, vận số 12 con giáp năm 2019 dự đoán, trong 365 ngày tới, con giáp này sẽ rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, bạn sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào. Những con giáp tuổi Dần làm kinh doanh tự do, làm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản sẽ dễ gặp hái nhiều cơ hội may mắn trong công việc. Bằng hữu, bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho bạn nhiều mối làm ăn, món hàng hiệu quả, giúp doanh số tăng lên theo cấp số nhân. Nếu có cơ hội đi xa, hãy tận dụng tối đa, bởi đây chính là tiềm năng vàng để bạn phát triển và gây dựng sự nghiệp ở miền đất mới. Về phương diện tình duyên, nhờ được phúc tinh cao chiếu, vận trình tình cảm của người tuổi Dần năm 2019 dự báo sẽ có những chuyển biến tốt đẹp, vận đào hoa khá vượng. Nữ tuổi Dần trong năm Kỷ Hợi được nhận định là sẽ may mắn hơn nam nhiều phần. Khả năng gặp được người yêu trong mộng với bạn là rất cao và rất có thể bạn sẽ nảy sinh tình công sở với cấp trên, giúp cho sự nghiệp và tình cảm cùng lúc thăng hoa, hài hòa. Nam giới tuổi Dần chịu nhiều phần thiệt thòi hơn, vận trình tình cảm không mấy khởi sắc. Vận số 12 con giáp năm 2019 đặc biệt nhắc nhở những người nam đã có gia đình, muốn giữ mái ấm hạnh phúc yên ả, cần giữ cự ly trong mối quan hệ với người khác giới. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Dần trong năm 2019 được dự đoán là sẽ khá suy giảm hoặc diễn biến phức tạp. Con giáp này dễ mắc các bệnh ngoài da hoặc bị dị ứng, viêm nhiễm do thay đổi thời tiết, đi kèm với căn bệnh đau dạ dày, đại tràng vì làm việc quá sức. Tuy đều là bệnh vặt nhưng kiến nghị, người tuổi Dần nên lựa chọn những môn thể thao có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực. Đồng thời tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có. May mắn là trong năm có nhị hợp quý nhân che chở, tuổi Dần có ốm đau cũng nhanh khỏe, hầu như ít gặp tai nạn hay sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, làm gì cũng thật cẩn trọng, chớ chủ quan khinh suất mà hại thân. Tổng quan, bước sang năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Dần sẽ đón nhận 365 ngày có cát có hung, may sao vận thế giao chuyển hài hòa nên tổng quan vẫn thuận lợi, sự nghiệp và tài vận thăng hoa vừa tầm. Sau một vài trắc trở 3 đến 4 tháng đầu năm, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế, thể hiện được đúng năng lực nên dễ được cấp trên đánh giá cao. Cuối năm, rất có thể bạn sẽ được tăng lương hoặc nhận được những khoản tiền thưởng bất ngờ ngoài dự đoán. Tuy nhiên, điểm trừ cho người tuổi Dần trong năm Kỷ Hợi là dễ gặp mâu thuẫn với người xung quanh hay bị oán thán vì những sự cố khách quan không phải do mình gây ra. Cách hóa giải với bạn chính là nhũn nhặn, nhường nhịn, khéo léo và lịch sự trong giao tiếp. Đồng thời ở chỗ làm cần phối hợp hài hòa với đội nhóm, kích thích và thúc đẩy công việc chung của tập thể. Tử vi tuổi Mão năm Kỷ Hợi. Những người tuổi Mão có năm sinh vào các năm sau đây: Kỷ Mão 1939, Tân Mão 1951, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999, Tân Mão 2011. Dự đoán trong năm Kỷ Hợi, con giáp tuổi Mão sẽ rất vượng vận quý nhân, đặc biệt từ nữ giới. Tuy nhiên trong làm ăn, bạn cần đặc biệt cẩn trọng để tránh vướng họa tài lộc hoặc bị tố tụng kiện cáo vì những nguyên nhân khách quan. Về phương diện sự nghiệp, 365 ngày tới, người tuổi Mão có cấp trên là nữ giới sẽ khá thuận lợi trong công việc, đặc biệt là những người tuổi Mão công tác trong lĩnh vực sáng tác hoặc văn hóa như là ca sĩ, nghệ sĩ, nhân viên truyền thông, quảng cáo, v.v. Cảm xúc làm việc và ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ luôn luôn dồi dào phong phú, chưa kể được phúc tinh trên cao chiếu nên bạn sẽ luôn được hỗ trợ và giúp đỡ khi cần thiết. Tuyệt đối tránh trạng thái hoặc tâm lý làm cho qua chuyện, đối phó với cấp trên hoặc làm việc nhảy cấp, không đúng trình tự, bởi lẽ càng hấp tấp càng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhận định chung, con giáp tuổi Mão năm 2019 là ưa tĩnh không ưa động, mọi việc làm tốt từ gốc rễ, hạn chế những biến động mạnh trong công việc. Về phương diện tài vận,
Kinh tế của con giáp này trong 365 ngày tới được dự đoán là sẽ tăng trưởng bền bỉ. Những con giáp làm trong ngành mỹ phẩm, thời trang hướng tới đối tượng khách hàng chính là phụ nữ sẽ có thu nhập tăng trưởng vượt bậc, hầu bao rủng rỉnh từ khoảng tháng 4 âm lịch trở đi. Tuy nhiên, tài vận của người tuổi Mão trong năm 2019 sẽ không có bước đột phá hay lội ngược dòng ngoạn mục mà ở dạng ổn định đều. Nếu tăng thêm tài chính dồi dào, cách nhanh nhất là áp dụng chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, đồng thời tích cực tham gia các lớp huấn luyện nâng cao tay nghề để cập nhật những xu thế mới của thị trường. Phương diện tình duyên, năm Kỷ Hợi, nam tuổi Mão được nhận định sẽ vượng vận tình duyên hơn là nữ. Bạn sẽ gặt hái được những thắng lợi giòn giả trong chuyện tình cảm. Tình yêu của cá nhân tuổi Mão đã có người thương hoặc là đã có gia đình, càng về cuối năm càng thăng hoa hạnh phúc. Hơn nữa, gia đình còn có hỷ sự mà nhất hỷ chặn tam tai, lấy chuyện vui để xua đi xui xẻo, lợi cả đôi đường. Các cặp vợ chồng quyết định sinh con năm 2019 Kỷ Hợi sẽ sớm được mãn nguyện. Đứa trẻ được sinh ra sẽ mang vận khí vượng, là quý nhân phù trợ cho cha mẹ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe. Đường làm ăn cũng muôn phần thuận lợi. Nếu may mắn cuối năm, các chàng trai, cô gái cầm tinh con mèo yêu lâu năm sẽ có cơ hội giả từ đời độc thân. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của con giáp tuổi Mão trong năm 2019 sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị. Bạn sẽ có một cơ thể cường tráng, sức khỏe dẻo dai và tinh thần phấn khởi, khỏe cả về thân và tâm. Mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ, người tuổi Mão đã biết buông xả, không quá tham sân si, giữ cho tâm tĩnh và nhân sinh quan đúng đắn. Nếu làm tốt được điều này xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm, bạn sẽ gần như không bị các căn bệnh vặt như là đau đầu, cảm lạnh. Tuy nhiên, trong năm lại có bạch hổ hung tinh áp vận, tuổi Mão cần phải đề phòng tai nạn bất ngờ gây chảy máu, chấn thương, nghiêm trọng hơn còn phải tiến hành giao kéo mổ xẻ. Tổng quan, tử vi năm 2019 dự đoán, người tuổi Mão trong năm Kỷ Hợi rất vượng vận quý nhân, đặc biệt từ nữ giới. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ hậu thuẫn của cộng sự và sự tin yêu của cấp trên. Quý nhân của bạn không ai xa lạ, chính là những người ngay quanh mình. Chính vì thế, sau khi nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ, người tuổi Mão cần bày tỏ thành ý và cảm ơn kịp thời. Càng biết trân trọng và hàm ơn đúng cách, bạn sẽ càng nhận được nhiều lời mời, đề nghị hấp dẫn hơn, rất có lợi cho quá trình làm việc sau này. Nếu thuận lợi, bạn sẽ vươn lên một tầm cao hoặc vị trí mới trong công việc khiến người người ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Thìn năm Kỷ Hợi. Những người tuổi Thìn có năm sinh vào các năm sau đây: Canh Thìn 1940, Nhâm Thìn 1952, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000, Nhâm Thìn 2012. Trong năm 2019, con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái rất nhiều may mắn và thành công, nhưng cũng phải đối diện với không ít thị phi, tin đồn. Muốn thành công, hãy bình tĩnh gây dựng sự nghiệp, tránh xa sự kiêu ngạo và tự tin thái quá. Về phương diện sự nghiệp, năm 2019 được dự đoán là thời điểm để người tuổi Thìn thăng hoa trên nhiều phương diện. Nhờ được các tinh chiếu mệnh, bạn làm đâu thắng đó, gặp trục trặc đều sẽ được hỗ trợ, gỡ rối kịp thời. Tuy vậy, bạn nên xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án theo chiều hướng chậm mà chắc. Đặc biệt, cần áp dụng chiến lược, mưa dầm thấm lâu, không nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời đường mật của những kẻ tiểu nhân xấu xí. Đồng thời, lắng nghe ý kiến hướng dẫn của tiền bối, người thân trong gia đình, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành công không hề nhỏ. May mắn là nhờ luôn được cấp trên trực tiếp tin tưởng, lãnh đạo trọng dụng, nên dù gặp phải không ít vận hạn, bạn vẫn luôn được nhắm vào những vị trí quan trọng và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhớ đề phòng khẩu thiệt, thị phi đến từ những cộng sự khả ái, vì quá ganh tị với thành công của con giáp này nên cố tình đặt điều vu vạ. Về phương diện tài vận, tiền lương bổng lộc của con giáp tuổi Thìn trong 365 ngày tới được dự đoán là sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Con giáp này hoàn toàn có thể tận dụng khoản tiền vốn sẵn có để quay vòng vốn kinh doanh nhưng tối kỵ chi tiêu quá đà. Những con giáp tuổi Thìn làm kinh doanh tự do, càng về giữa năm càng nắm bắt và được cung cấp nhiều thông tin cơ mật quý giá nên rất dễ phất lên nhanh chóng. Tuy vậy, cần tuyệt đối tránh xa thị trường cổ phiếu và hạn chế lòng tham nếu muốn đầu cơ tích trữ. Khả năng cao trong năm này, bản mệnh sẽ mất khoản chi phí rất lớn cho việc học hành, giáo dục con cái hoặc sức khỏe của cha mẹ hai bên nội ngoại. Nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để có thể chủ động trong mọi tình huống, tránh phải vay mượn người khác. Về phương diện tình duyên, tuy không quá vượng vận đào hoa, nhưng bạn dễ được đáp lại nhiệt tình khi bộc lộ tình cảm với người khác giới. Các con giáp tuổi Thìn đã có gia đình, chính vì thế cần chú ý giữ mình,
không được quá gần gũi, thân cận với người khác giới để tránh nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Những chàng trai cô gái tuổi Thìn độc thân cũng nên thường xuyên đi xem mặt, chú ý nhiều hơn đến ngoại hình, chủ động tham gia các hoạt động tập thể, năng ra ngoài du lịch, khám phá vùng đất mới cũng như con người mới, hứa hẹn sẽ có những trải nghiệm tình cảm vô cùng lãng mạn. Chiếc chìa khóa vàng cho chuyện tình cảm của bạn trong 365 ngày tới cũng chính là bình tĩnh, tự tin, chậm mà chắc. Về phương diện sức khỏe của người cầm tinh con rồng trong 365 ngày tới được nhận định là khá bình ổn, không dễ bị ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể, hãy tranh thủ thời gian đi nghỉ dưỡng vào thời điểm phù hợp để tái tạo sức lao động, giảm tải stress. Trong năm Kỷ Hợi, bản mệnh Thìn Thổ bị nạp âm bình địa mộc khắc chế, cần đề phòng bệnh cũ tái phát, đặc biệt là những bệnh liên quan đến hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng cấp. Tổng quan, nói chung cũng nhờ có phúc tinh cao chiếu mà sang năm Kỷ Hợi 2019, con giáp tuổi Thìn sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn và thành công. Bạn đặc biệt vượng vận quý nhân và được tiền bối, người thân trong gia đình dẫn dắt, giúp đỡ nên sự nghiệp sẽ dễ thành công viên mãn. Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý, bạn sẽ dễ bị tiểu nhân hãm hại, vu vạ đặt điều. Vạn sự khởi đầu với bạn rất thuận lợi, nhưng giữa chừng sẽ xảy ra không ít gian nan vất vả. Đừng định liệu trước bất cứ điều gì, sau cùng rất có thể bạn sẽ thành công ngoài sự mong đợi. Một vài tháng cuối năm, vận đen có thể đeo bám liên tục, khiến cho công việc và cuộc sống của bạn liên tục gặp xui xẻo, điềm hung. Nếu có thể, hãy đảm bảo bản thân luôn có sức khỏe dồi dào để chống đỡ với mọi biến cố. Cách duy nhất giúp bạn vượt qua khó khăn một cách bình an chính là mạnh mẽ và bền bỉ chiến đấu.